Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream. Sắp đến Tết rồi, không biết là mọi người đã kịp chăm da đẹp để đón Tết chưa? Nếu mà chưa và muốn có làn da căng bóng chắc khỏe thì mọi người hãy đón xem livestream ngày hôm nay nhé. Hôm nay Dimex sẽ giới thiệu cho mọi người một phác đồ chăm sóc da mới với hệ thống công nghệ mới được nhập khẩu về, chăm sóc da đa tác động 12 bước. Và hiện tại thì vị khách hàng xinh đẹp của chúng tôi đang trải nghiệm công nghệ này và chúng ta sẽ cùng giao lưu xem như thế nào nhé. Dạ, em chào chị Phương ạ. Chị Phương ơi, cho em xin phép được giao lưu trong livestream một chút nhá. Hiện tại thì chị Phương đang được tiến hành chăm sóc da bằng công nghệ mới ở Dimex, đó là công nghệ D-Skin Oxygen Nail. Đó, như mọi người có thể thấy là khách hàng của chúng tôi đang rất là thư giãn và thoải mái. Bạn kỹ thuật viên có thể cho mình hỏi là đang làm đến bước nào trong quy trình rồi không nhỉ? Hiện tại thì mình đang làm bước oxygen nail nhé. Bước này sẽ làm sạch sâu cho da của mình và giúp cho da mình đồng đều màu và mịn màng hơn. Với cái tình trạng da của chị Phương như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái liệu pháp như thế này ạ? Thì sau khi sinh xong, chị Phương có gặp cái tình trạng là nội tiết thay đổi, thì tình trạng mụn nó có xuất hiện ấy. Thì mong muốn của chị Phương là muốn da nó đồng đều màu, mịn màng hơn và những cái vết thâm sau mụn thì nó giảm đi. Đó, như vậy là chúng ta sau làm cái này thì chúng ta có thể nhìn thấy được kết quả là sẽ cải thiện được những cái sắc tố thâm mụn trên da hoặc là những cái sắc tố thâm do nám và tàn nhang sau sinh, đúng không ạ? Đó, hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi đang tiến hành đưa tinh chất làm trắng sáng và phục hồi làn da và sâu nhất trong da để phục hồi lại cấu trúc da cho chị Phương và đồng thời là làm giảm đi những cái vết thâm sắc tố. Công nghệ này thì sử dụng sóng RF kết hợp với sóng siêu âm nên là sẽ giúp đẩy sâu tinh chất vào trong da gấp 1.000 lần so với chúng ta thoa mỹ phẩm thông thường bên ngoài làn da. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm là sẽ hiệu quả. Và đặc biệt là công nghệ này thì sử dụng sóng RF, cho nên là sẽ có thể là cải thiện được cấu trúc da, trẻ hóa làn da, kích thích tạo sinh collagen, làm trẻ hóa và đồng đều màu da, giảm những cái nếp nhăn. Khi mà sử dụng công nghệ này thì những cái nếp nhăn li ti ở quanh mắt sẽ được làm giảm, đặc biệt là cái tình trạng bọng quanh mắt thì cũng sẽ được giảm, đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Đó, với mỗi một làn da khác nhau thì sau khi bác sĩ thăm khám sẽ quyết định một phác đồ điều trị chăm sóc da riêng cho làn da của mỗi người. Phụ thuộc vào tình trạng da thì chúng ta có thể là dùng tinh chất than tre để làm cải thiện cái tình trạng dầu nhờn, cân bằng hệ vi sinh trên da, hoặc là chúng ta có thể sử dụng tinh chất để làm trắng sáng đồng đều màu da, là hỗ trợ làm điều trị thâm nám. Ngoài ra, đối với các bước chăm sóc da tại Dimex thì sẽ là phác đồ kết hợp đa tác động, đa công nghệ. Ngoài việc sử dụng oxygen nail da thì chúng ta có rất nhiều công nghệ khác như là công nghệ hydrogen giúp làm sạch sâu làn da, điện di để cấp ẩm chuyên sâu và phục hồi đưa tinh chất vào sâu nhất trong da, hay là mọi người có thể thấy ở đây là công nghệ oxy đưa oxy tinh khiết 98% vào đẩy sâu nhất trong tầng sâu nhất trong da để nuôi dưỡng làn da hồng hào từ bên trong ạ. Bạn kỹ thuật viên có thể cho mình hỏi là công nghệ này thì giúp làm sạch sâu da sẽ hơn rất nhiều lần so với chúng ta làm sạch da bằng các phương pháp thông thường, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy thì có thể làm cách nào để cho mọi người thấy được là công nghệ này làm sạch sâu nhất trong da để kiểm chứng được hiệu quả của nó không ạ? Thì trước khi mà mình làm cái bộ sản phẩm này thì mình đã sử dụng cái máy AquaSure hay hydrogen làm sạch. Thì bây giờ xong khi mà mình làm hết xong cái quá trình mà làm máy oxygen nail và cái xong cái nước oxygen nail, mình sẽ test lại thử bằng máy AquaSure để mọi người có thể thấy được cái độ sạch sâu sau khi làm cái công nghệ oxygen nail này. Sau khi tiến hành bước làm sạch bằng công nghệ
Oxygenel thì hiện tại kỹ thuật viên của chúng tôi đang tiến hành làm kiểm tra bằng công nghệ hydrogen để chứng minh cho mọi người thấy về độ sạch sâu của làn da sau khi đã được trải qua công nghệ Oxygenel nhé. Công nghệ này sẽ làm hút sạch mọi bụi bẩn, bã nhờn, bít tắc sâu trong làn da, làm thông thoáng lỗ chân lông, từ đó ngăn ngừa hình thành các vết mụn, cũng như là làm hỗ trợ mờ, thâm nám, giảm các tình trạng sắc tố. Điều quan trọng trong việc chăm sóc da tại nhà hay là khi chúng ta sử dụng bất cứ một liệu trình làm đẹp nào, đó là làn da của chúng ta phải thực sự sạch sâu từ bên trong. Từ đó thì khi tiếp theo đó thì các dưỡng chất mới có thể hấp thụ được sâu vào trong da tốt nhất và tối ưu nhất. Nếu như mà da của mọi người không được sạch sâu từ cốt lõi thì khi chúng ta có tiếp tục đưa dưỡng chất vào trong da thì sẽ lại càng làm thêm bít tắc lỗ chân lông và dễ hình thành mụn và khiến cho da trở nên xám xịt và xấu hơn ạ. Đó, hiện tại thì kỹ thuật viên của chúng tôi đã tiến hành làm xong bước làm sạch rồi và mọi người có thể thấy đây là kết quả so sánh trước và sau khi làm sạch bằng công nghệ mới D-Skin Oxygenel ạ. Đây ạ, đây thì đây mọi người có thể thấy đây là cái cốc mà dung dịch sau khi mình làm máy hydrogen mà qua cái quá trình mà mình sử dụng cái máy Oxygenel chăm sóc da cho chị Phương. Còn đây là cái dung dịch mà trước đấy mình chưa sử dụng máy Oxygenel. Cái bước đầu tiên thì mình sử dụng cái máy hydrogen thì mọi người có thể thấy cái cốc dung dịch này nó sẽ có những cái bụi bẩn và cái sợi bã nhờn, nó bụi đầu đen. Đấy mọi người có thể thấy ạ. Và đây hai cốc đều đứng cạnh nhau đấy ạ. Hai dung dịch hoàn toàn khác nhau. Đây là cốc mà sử dụng sau khi sử dụng cái công nghệ Oxygen thì mình có thể thấy cái dung dịch hoàn toàn là không còn nhiều cái bụi bẩn và sợi bã nhờn nữa, hoàn toàn là sạch sâu. Đó, như mọi người có thể thấy là sự khác biệt khá là rõ ràng trước khi mà chúng ta làm sạch bằng công nghệ D-Skin Oxygenel đúng không ạ? Cốc bên phải thì mọi người có thể thấy là khá nhiều những sợi bã nhờn và bụi bẩn đang ở trong cốc dung dịch này. Và sau khi mà nhờ có công nghệ làm sạch và thải độc da và sau khi chúng tôi test lại thì làn da đã sạch hơn và cốc bên trái này mọi người có thể thấy là nước đã trong hơn và không hề có các tạp chất, sợi bã nhờn, bụi bẩn. Đó, và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đến phân đoạn nào ạ? Bước tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái bước là ultrasound, là cái sử dụng cái đầu điều trị siêu âm này để đưa cái dưỡng chất vào sâu trong da để nuôi dưỡng cho da. Và cái cùng với cái bộ oxygen này thì nó sẽ có cái serum đi kèm theo và phù hợp với cái mục đích khách hàng và sau khi mà bác sĩ đã khám và đưa ra cái liệu trình phù hợp với da chị Phương. Ở liệu trình trắng sáng thì cái serum này sẽ là serum trắng sáng và đồng đều màu da và điều trị các vết thâm sau mụn này của chị Phương nhé. Hôm nay thì đây là bước là ultrasound, là cái sử dụng cái đầu điều trị siêu âm để đưa cái dưỡng chất vào sâu trong da cho chị nhé. Chị Phương ơi, thì ở nhà chị có bôi dưỡng chất như thế này không ạ? Ở nhà mình cũng hay bôi dưỡng chất lắm. Mình có hay sở thích đi sưu tầm những cái dưỡng chất mà được các bạn review tốt đấy. Ở nhà thì những cái bước làm sạch ở nhà thì chị gồm những bước như thế nào ạ? Ở nhà thì mình có sữa rửa mặt và thỉnh thoảng mình có chảy da chết, nhưng mà mình cũng thích là bôi dưỡng chất để cấp ẩm hơn. Thì thực ra là rất là nhiều người ấy là muốn dùng rất là nhiều bước dưỡng ẩm để da có thể căng bóng, giống như là phương pháp giống như Hàn Quốc 7 bước ấy ạ. Đúng rồi. Nhưng mà đối với này khí hậu miền Bắc như mình, khí hậu rất là khắc nghiệt ấy, thì khi mà khói bụi này với lại ô nhiễm môi trường, nếu như mình không làm sạch sâu và mình không để cho da nó thật thông thoáng ấy, thì mình đưa dưỡng chất vào nó cũng có thể là gây mụn và bít tắc lỗ chân lông nhé. À, vâng. Thế
thì mình cần phải thay đổi lại quan điểm thôi. Đúng ạ. Với lại đối với khí hậu Hàn Quốc thì nó rất là lạnh, nên là khi mà mình bôi những cái lớp dưỡng chất như thế thì da có thể hấp thụ được. Nhưng mà đối với khí hậu Việt Nam mình, khí hậu nhiệt đới ấy, thì khi mà chị dùng rất là nhiều dưỡng ẩm như vậy thì da nó sẽ dễ lên mụn đấy ạ. Có thể là đó là nguyên nhân mà da mình thỉnh thoảng vẫn nổi mụn, do mình chú trọng cái việc là bôi dưỡng ẩm quá. Và cái việc làm sạch thì mình lại đặt lơ là ở cái hàng thứ hai thôi, chưa đưa nó lên cái top 1 đấy. Vâng ạ. Thì đối với cái máy Oxygen Neo này thì công nghệ rất là ưu tiên cái bước làm sạch. Thì khi mà cái bước đầu tiên của cái máy này sẽ là kích thích lưu thông tuần hoàn máu và kích thích để mở lỗ chân lông, để khi mà cái bước Oxygen Neo tiếp theo ấy, thì nó sẽ làm sạch sâu và loại bỏ đi cái lớp sừng chết trên da của mình. Thì khi mà em đưa dưỡng chất cho chị này thì nó sẽ rất là đi sâu vào trong da và nuôi dưỡng cho da một cách tốt nhất, và cũng không làm cho da mình có bít tắc nữa và không bị lên mụn. Thích quá. Thì khi mà về nhà thì chị Phương nhớ chú trọng việc làm sạch sâu nhá. Tại vì nếu như vậy thì dưỡng chất đưa vào da nó mới hấp thụ một cách tối ưu nhất. Ok. Vâng ạ. Như mọi người có thể thấy là tình trạng của chị Phương có lẽ cũng là cái thói quen chăm sóc da trong suy nghĩ của rất là nhiều người. Chúng ta thì luôn muốn là được hấp thu những tinh chất tốt nhất vào trong da, đúng không ạ? Nếu như mà mọi người chưa tiến hành làm sạch sâu thực sự làn da của mình thì những tinh chất đấy sẽ không thể phát huy hiệu quả cho da của chúng ta đẹp được, mà đôi khi nó sẽ trở thành con dao hai lưỡi, khiến cho lỗ chân lông càng bị bít tắc hơn và làn da sẽ trở nên bị nổi mụn và xấu hơn ạ. Đó, khi mà tới với Dimex thì mọi người sẽ được bác sĩ thăm khám cụ thể, và sau đó thì bác sĩ sẽ quyết định liệu trình chăm sóc da phù hợp nhất đối với từng trạng da của mỗi người. Và với hệ thống công nghệ chăm sóc da đa tác động tại Dimex thì với đặc biệt là với phác đồ mới này thì sẽ có tác dụng 3 trong 1, đó là vừa làm thanh lọc, thải độc và tẩy tế bào chết sạch sâu nhất cho da, và sau đó thì là mới đến bước tiếp theo là đưa dưỡng chất vào sâu nhất trong da và để khôi phục cấu trúc da từ bên trong, hỗ trợ làm mờ những nếp nhăn và trẻ hóa làn da, dự phòng lão hóa ạ. Hiện tại thì liệu trình chăm sóc da đa tác động 12 bước Diskia Oxygen Neo tại Dimex đang có chương trình khuyến mãi vô cùng là hấp dẫn, chỉ vừa từ 660.000 cho một buổi trải nghiệm, và mọi người hoàn toàn có thể là đăng ký đặt lịch bất cứ lúc nào nhé. Chương trình này sẽ chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần nữa thôi, nên là mọi người hãy nhanh tay đăng ký nhé. Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo ạ.